Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác một số bộ khẩu để các bác chụp ra vào bu lông. Bên em sẽ có 4 mẫu để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá cho các bác luôn. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái bộ nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Em giới thiệu chi tiết đây thì khi mà các bác muốn đặt mua bộ nào thì các bác alo trực tiếp và nói rõ cho bên em để làm sao mà bên em gửi hàng cho các bác đúng mã sản phẩm, không bị nhầm mã nhé các nhé. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu cho các bác là cái bộ khẩu chuôi lục giác này. Cái bộ này thì nó sẽ có 14 khẩu, có từ khẩu 6 cho đến khẩu 19 nhé. Em có bóc một bộ ra đây để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo này. Cái bộ này thì chất liệu của nó là thép già, các bác sử dụng cực kỳ là bền nhé. Khẩu lòng sâu này, khẩu lòng sâu và chuôi lục giác. Đấy, chuôi lục giác thì là các bác sẽ sử dụng được cho tất cả các loại máy khoan pin hoặc là khoan điện, từ khoan bu lông 2 trong 1 cho đến khoan chuyên vít, khoan đầu gài hoặc là đầu kẹp. Đầu gài thì là các bác phải dùng đầu chuyển nhá. Đấy, đầu kẹp thì các bác sẽ kẹp được trực tiếp. Cái bộ này có giá là 250.000 đồng các bác nhá. 250.000 đồng là nguyên bộ như thế này này. Các bác có từ khẩu 6 đến khẩu 19, tổng thể là có 14 khẩu, giá chỉ có 250.000 đồng thôi. Khi mà các bác muốn đặt mua cái bộ này thì các bác báo với bên em là gửi cho tôi cái bộ khẩu chuôi lục giác 14 khẩu từ 6 đến 19, giá 250.000 đồng các bác nhé. Thì em sẽ đo cho các bác về cái chiều dài của khẩu luôn để cho các bác được cùng tham khảo này. Cái chiều dài của nó là 6,5cm nha các bác. Đây, chiều dài như này, 6,5cm này, giá 250.000 đồng. Còn bác nào mà muốn mua cái bộ nhỏ hơn thì các bác mua cái bộ trong vỉ giấy này. Cái bộ này thì các bác báo với bên em là bộ trong vỉ giấy nhá. Cái này nó sẽ có từ khẩu 5 cho đến khẩu 12, trừ khẩu 7 ra là các bác không có. Đấy, cái khẩu này thì nó sẽ dài hơn này. Cái khẩu này nó sẽ dài 11cm này các bác này. Khẩu này dài 11cm, tổng thể là có 7 khẩu nhá. Giá của nó là 130.000 đồng. Đấy, khi mà các bác muốn đặt mua cái bộ này, các bác báo với bên em là cho tôi cái bộ khẩu từ 5 cho đến 12 không có 7, cái bộ khẩu mà để trong cái vỉ giấy ấy. Đấy, cái bộ này là 130.000, là bên em sẽ biết là các bác đặt cái bộ này, bên em sẽ gửi đúng mẫu cho các bác nhá. Thì tiếp theo là em sẽ giới thiệu tới các bác về cái bộ khẩu 1/2 này. Đây là cái bộ khẩu 1/2. Cái bộ này thì nó sẽ có 10 khẩu, giá của nó sẽ là 250.000 đồng. 10 khẩu thì là trong đó các bác sẽ có khẩu 8 này, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 và 24. Em đọc lại này, khẩu 8 này, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 và cuối cùng là 24. Bộ này là có 10 khẩu các bác nhá. Khẩu 1/2 này các bác này. Đây, 1/2 như này. Các bác sẽ lắp được vào trong những cái máy bu lông 1/2. Em sẽ đo cho các bác về cái chiều dài của cái khẩu này luôn. Cái này nó sẽ dài 6,5cm này các bác này. Đấy, dài 6,5cm nhé. Và cái chất liệu của nó này, các bác nhìn này, rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn, sử dụng là bao bền cho các bác luôn. Có giá là 250.000 các bác nhé. Đấy, cái bộ này có giá là 250.000. Các bác muốn đặt mua bộ này, nói là bán cho tôi cái bộ khẩu bu lông 1/2 có 10 chiếc hộp, trong đựng trong cái hộp vàng khẩu màu đen, giá là 250.000 các bác nhé. Cuối cùng thì em sẽ giới thiệu tới các bác cái mẫu này là cái mẫu ok nhất này. Đấy, cái mẫu này thì các bác sẽ có từ khẩu 8 cho đến khẩu 32. Cái khẩu này là khẩu màu trắng. Đấy, chất liệu của nó sẽ đẹp hơn cái màu đen một chút. Giá của nó là 550.000 các bác nhá. Đấy, cái bộ này có giá là 550.000 đồng. Các bác sẽ có từ khẩu 8 cho đến khẩu 32 luôn. Cái này chiều dài của nó cũng như cái khẩu màu đen luôn, là dài 6,5cm. À, cái này dài hơn các bác. Ê, cái bộ này dài hơn khẩu màu đen. Đấy, cái bộ này nó dài 7,5cm này. Các bác nhìn cái chất liệu này. Để em quay cho các bác xem cái chất liệu nhé. Cái này mà các bác là sử dụng để bác làm mà sửa máy cày, các bác bắn máy cày thôi rồi luôn. Đấy, rất là ok cái chất liệu của nó này các bác này. Đấy, rất là đẹp, rất là ok. Cái này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn các bác, bền vĩnh cửu luôn. Để em so sánh cho các bác này, cái khẩu màu trắng và khẩu màu đen nhá. Đấy, cái màu trắng này, cái màu đen thì nó cũng ok thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà cái màu trắng thì nó sẽ ok hơn nhá. Cái màu trắng thì cái chất liệu của nó sẽ ok hơn màu đen nhá các bác. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chất liệu của nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp.
Đấy thì em có giới thiệu chi tiết với các bác về đầy đủ rồi. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái bộ nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Và đặt hàng bên em thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản, và chỉ cần cung cấp đầy đủ và số có số điện thoại và có địa chỉ thôi là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nhà cho các bác. Để trước khi nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng đúng mẫu mã và số lượng các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.